Xin chào các bác. Đấy, nay tôi lại có hai con su hào này và một ít thịt lợn này, thịt ba chỉ cho các bác. Hôm trước tôi cũng đã có làm món thịt ba chỉ kho củ cải trắng. Hôm nay tôi qua hai con su hào này, tôi đã mua thêm một ít thịt lợn, thịt ba chỉ đấy. Thì hôm nay tôi sẽ làm món su hào kho thịt ba chỉ. Các bác, cái mùa này là mùa đông, mùa lạnh rồi, áp Tết rồi. Su hào mùa này nhiều mà non ngon nên củ to cho các bác. Hôm nay tôi sẽ làm món su hào kho lẫn thịt ba chỉ. Bây giờ thì tôi sẽ đi rửa thịt này, gọt vào vỏ su hào để sắt miếng và để đi đun. Okay, su hào đây. Đây các bác, su hào tôi đã gọt sạch vỏ ra rồi, tôi rửa sạch rồi. Thịt lợn cũng rửa sạch rồi đây các bác. Thịt ba chỉ ngon này các bác. Bây giờ tôi sẽ đi lấy nồi này, thế với cái dao thớt để đi thái cái này ra, thái củ su hào và thái tương thịt ba chỉ này ra để đi đun này. Các bác nhìn này, miếng thịt ba chỉ này ngon này. Đây các bạn, tôi đã tìm được cái nồi rồi đây. Nồi hơi to. Nhưng mà còn có cái nồi bé hơn, tôi dùng cái nồi to này. Cái dao thớt đây. Cái thịt này khi đun thì lúc nào nó cũng lâu mục hơn, lâu nhừ hơn là su hào này, nên tôi sẽ đi thái thịt xuống cho xuống trước. Mua được miếng thịt ba chỉ này ngon, các bác nhìn này, không có mỡ mới đâu, thịt ngon này. Đây, thịt thái xong tôi sẽ cho vào đây trước này. Các bác có bác nào đã đun món này chưa? Nhưng nhà tôi thì cái mùa này là tôi cũng hay đun những cái món kho này, những cái món kho lẫn thịt hay là lẫn cá là thường dễ ăn rồi các bác. Lạnh lạnh này ăn, biết lạnh này mà ăn những cái món kho là món kho này ăn ngon lắm. Ăn nó nhiều cơm. Mà mùa này các bác có làm món kho lẫn loại rau củ gì đấy cũng dễ tìm hơn là mùa hè. Mùa hè thì chỉ có rau luộc nhiều, loại rau luộc chứ không có những cái loại rau nhiều như là củ cải trắng hay là củ su hào này. Như hôm trước tôi cũng có làm một cái video này. Trước là tôi kho cũng có thịt và chỉ là lẫn củ cải trắng. Hôm nay tôi sẽ kho lẫn củ su hào. Đây thì tôi thái xong rồi, bây giờ tôi sẽ lại thái su hào. Thịt thì tôi thái nó nát mỏng ra cho nướng mình ăn thôi. Kho này thì su hào các bác phải thái con chi. Số hào này nó nhanh mục hơn là nhanh mục hơn là thịt mà tôi cho thịt xuống dưới. Số hào tôi cho lên trên. Rau đun nó cái gì cũng chế biến món ăn gì cũng dễ tìm kiếm hơn mùa hè.
cửa bác chế biến món này cũng rẻ chứ không phải đắt. Hai củ xua hào này chắc tầm độ hôm trước mẹ tôi mua tôi không còn giá, mẹ tôi mua hôm qua nay tôi biết nó cũng tầm độ 6-7 nghìn hai củ xua hào. Cái này tôi mua 30 nghìn tiền thịt về chế biến được một món ăn ngon. Bác thành phố thấy thực phẩm rau củ và thực phẩm các loại thực phẩm ở quê này rất rẻ, gì có khi cũng chỉ rẻ bằng nửa ngoài thành phố. Nếu bác nào mà có điều kiện cuối tuần mà về quê thì các bác có thể các bác mua những loại rau củ này đối với thực phẩm ở quê mang đi xuống thành phố ăn không. Dưới thành phố thì chắc su hào này phải đến 7-8 nghìn thậm chí đến 10 nghìn này. Đây hai củ su hào, hai củ su hào có lúc đắt cũng mới chào được 10 nghìn ở quê thôi. Thì năm nay thời tiết cũng ủng hộ bà con trồng rau. Đây đấy, tôi đã thái xong rồi đây các bác, su hào đã thịt rồi. Thôi, bây giờ tôi tắt bếp và thì đi đun. Tôi đã bắt cái nồi thịt và su hào lúc trước rồi. Tôi đã để bác lên bếp rồi đó các bác. Bác lên bếp rồi, chuẩn bị để đi đun rồi đây. Và còn đây là một thứ quan trọng nữa đây các bác. Đấy, không biết các bác kho thế nào. Nhưng mà đối với tôi ấy, tôi kho thịt này, kho cá này. Tôi kho bất cứ một loại gì này. Tôi thường cho một ít nước vào trước này. Tôi sẽ cho một ít nước vào trước. Sau đấy tôi sẽ đun. Đun đến bao giờ tôi thấy cái lượng nước ở trong nồi này nó hao bớt đi này. Một là nó hao bớt này, hai là những cái thực phẩm chúng ta này, như này tôi kho thịt lẫn su hào này, thì tôi thấy nó vừa mục mục gần như là như cái thì tôi bắt đầu tôi mới cho tương. Thế là tôi sẽ nêm nếm gia vị và tôi sẽ chỉ đun một lúc nữa là tôi sẽ tắt bếp. Đó là riêng cái kho của tôi là tôi thường phải đổ thêm nước vào. Thế còn những các bác đun nào ngon hoặc là ấy thì các bác sẽ chế biến theo các bác riêng. Nhưng đây là theo cách của tôi thường đun như thế. Bây giờ tôi bắt bếp này, bật bếp lên để đun. Tôi lại đun vào đun. Đun lúc cho nó sôi xong tôi sẽ lại quay lên cho các bác xem. Tôi thấy nồi này, nồi su hào kho thịt này nó quá nghi ngút hết. Đấy chứ. Xuống tôi kiểm tra này mà đã đúng chưa? Nhưng nó đun lâu rồi đấy. Ui, cứng lắm, vẫn chưa được xuống lại. Con chú ào bẻ không gãy. Chắc vẫn phải đun một thời gian lâu lâu nữa mới được đấy. Cái thịt nó cũng lâu mục hơn nên tôi sẽ không đảo lên. Tôi sẽ cứ để thế này và đun. Tôi phải đẩy vùng vào. Ui chà, nó quá. Đưa tiếp các bác nghe. Khi bao giờ mục thì thôi. Để tôi lại kiểm tra một lần nữa. Vì vừa lúc trước tôi có xuống tôi kiểm tra thì xem cái nồi này thì nó cạn nước mà cái su hào này nó vẫn còn cứng đấy. Tôi cũng vừa cho thêm một chút nước nữa. Bây giờ tôi sẽ đảo đều lên này. Đảo đều cho thịt nó từ dưới lên trên nó sẽ lẫn trộn đều vào với su hào này. Tôi sẽ đun thêm tầm độ 5 phút nữa. Tôi sẽ đun nước này thêm tầm 5 phút nữa thì tôi sẽ bắt đầu tôi sẽ đổ tương vào. Còn nêm nếm gia vị. Bây giờ nó đã, cái mùi thơm của su hào đã bắt đầu bay lên mùi thơm đấy. Tôi sẽ đun thêm tầm 5 phút nữa. Sau này tôi sẽ bắt đầu tôi cho tương vào và nêm nếm gia vị và lại đun tiếp. Tôi đã đun từ lúc trước tôi xuống thì kiểm tra đã được 5 phút rồi các bác. Bây giờ tôi sẽ đục tương vào.
chưa ngọt quá, nhiều nhiều một chút, vẫn còn nhiều nước mà các bạn. Đó, tôi sẽ đảo đều lên, tôi sẽ đun như này. Một lúc tôi sôi cạn thêm bớt nước, tôi sẽ thôi. Dù áo mục và thịt thì vẫn chưa được mục lắm các bạn. Tôi sẽ cho tường vào đây một tục tường khá thường quá các bạn, thường lắm. Thì tôi sẽ đậy vùng vào. Tiếp lên cạn cạn bớt nước và thịt nó mục cũng thêm như vậy thôi. Giờ tôi nước cũng đã khô bớt rồi các bạn. Còn nước nữa tôi sẽ nếm thử chút, sau tôi sẽ nêm nếm gia vị xem là thôi. Chọn ít nước chế này. Tương cũng mặn nên tôi sẽ không thêm muối, tôi cho một ít nước chấm nữa. Giờ tôi sẽ ăn thịt xem nếu mà vừa mà vừa thì thôi. Giòn quá mà. Bây giờ tôi cắt bớt rồi. Tôi hào rồi. Mẹ tôi đã đun xong món su hào kho thịt. Bác nào mà chưa ăn món này thì các bác hãy làm món này ăn thử, mua sơ chê chê lại nhà ăn cơm ăn ngon đấy. Mẹ tôi đã đun xong món này rồi ạ. Chào các bác nhé. Chúc các bác ngon miệng. Cảm ơn các bác đã xem video. Một lần nữa xin chào các bác.